xanh sông vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Sứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tay bước trong thắp lửa truyền thống. Sứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị những thông tin nổi bật vừa diễn ra tại các địa phương trong khu vực. Trong một miền Đông hôm nay, mời quý vị cùng đến với tỉnh Bình Phước để khám phá khu rừng độc đáo có 135 cây di sản Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tháng 7, tháng tri ân cũng là tháng cao điểm cả nước bày tỏ tấm lòng uống nước nhớ nguồn đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tây Ninh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 những ngày tháng 7 này đón nhiều đoàn khách đến viếng. Với tấm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, trong sáng ngày 26 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 2. Một không khí trang nghiêm, thành kính cả nghĩa trang. Những đóa hoa đẹp nhất, những nén nhang thơm nhất được kính cẩn dâng đến anh linh các liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất. Chiến công của các anh đã đi vào lịch sử, sự hy sinh cao quý của các anh đã tạc vào bia đá như bản anh hùng ca bất diệt. Hình ảnh oai hùng của các anh luôn sống mãi trong trái tim, khối óc của các thế hệ người Việt Nam yêu nước và là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để hôm nay và mãi mãi về sau, dân tộc Việt Nam anh hùng mãi gọi tên anh. Đất nước đã trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh, mất mát. Chiến tranh qua đi, đất nước và hòa bình, nhưng nỗi đau mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì có thể bù đắp được. Và những nỗi đau ấy có lẽ không bao giờ dứt trong trái tim mỗi người con đất Việt. Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ghi đậm vào trang sử vàng của dân tộc. Những người con đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Hương linh các anh hùng mãi mãi vọng tiền nhân soi hậu thế. Tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên đợt này có 86 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mặc dù sự trở về của các đồng chí hôm nay không tưng bừng như những đoàn quân chiến thắng năm xưa, nhưng đồng bào, đồng chí cả nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng, xin kính cẩn nghiêng mình chào đón các đồng chí trong niềm xúc động, tự hào và lòng trân trọng biết ơn sâu sắc. Chiến tranh đã đi qua, quá khứ dần khép lại, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và sự vươn lên của cuộc sống mới. Nhưng thế hệ hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ quên những hy sinh của các anh. Lấy đó làm động lực, xem đó là bổn phận, là trách nhiệm để vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng to đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Vâng thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc và đồng bào mà các đồng chí đó chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Ngày 27 tháng 7 là dịp để đồng bào tỏ rõ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. Bao năm qua, lời căn dặn của Bác đã được toàn đảng, toàn quân, toàn dân ghi nhớ và thực hiện. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, các cấp ủy chính quyền Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày cả nước tri ân người có công với cách mạng, những nén nhang, những bông hoa tươi thắm được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Còn người sống sót sau cuộc chiến, các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ thường xuyên được các cấp ủy đảng quan tâm thăm hỏi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước và của tỉnh. Cảm ơn đảng và nhân dân cả nước đã quan tâm đến chúng tôi là thương binh. Chúng tôi sẽ hứa làm tròn nhiệm vụ của người ông, người cha, dạy con cái để phục vụ đất nước tốt hơn. Tôi chỉ mong muốn là không những tôi, nhưng đảng nhà nước quan tâm đến nhiều những trường hợp khác. Thấy mình rất là hạnh phúc được đảng, nhà nước, nhân dân quan tâm. Mình cũng không có trách cứ gì hết. Kể cả khi mà cô đã nhiều năm ở trong tù nữa thì cũng được các anh, các chị, bạn bè gần xa rất là quan tâm. Không riêng ngày 27 tháng 7, những năm qua các hoạt động chăm lo người có công với cách mạng được cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thường xuyên, liên tục. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ cho gần 550 trường hợp, chi trả trợ cấp hơn 37.000 lượt chế độ với tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp một lần trên 350 trường hợp với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng. Thăm tặng quà dịp lễ Tết của Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh trên 35.500 phần quà. Thời gian tới thì thực hiện tốt, riêng Sở Lao động thì thực hiện tốt cái công tác mà tuyên truyền về cái chế độ mà ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, rồi tổ chức tập huấn cho cán bộ phường xã về thực hiện chính sách ưu đãi người có công, phối hợp với lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong cái việc mà tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với lại những cái hồ sơ tồn động thì thực hiện giải quyết kịp thời, cũng tiếp tục là tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh là vận động cái sử dụng cái quỹ đền ơn đáp nghĩa để mà hỗ trợ cho những cái người có công còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh vận động hơn 2 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, từ đó xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, cấp và gia hạn hơn 60.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân, trang cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng cho 447 người có công, tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho gần hơn 13.000 người có công với kinh phí 19,5 tỷ đồng. Các chính sách vay vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho thương bệnh binh được ưu tiên thực hiện. Từ những việc làm thiết thực trên đã góp phần giúp gần 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi sinh sống. Chương trình chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hướng về Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, người lao động Bình Dương gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đặt ra cho tổ chức công đoàn và từng cán bộ đoàn viên phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với tin tưởng, kỳ vọng của đoàn viên, công nhân lao động. Làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn. Đây cũng chính là mong muốn lớn nhất của đoàn viên người lao động. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, Ban chấp hành các công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ mới cũng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra những giải pháp cụ thể gắn liền với thực tiễn hoạt động. Chúng tôi cũng xác định mục tiêu rằng mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là trọng tâm để đề ra các chương trình ngày càng thiết thực hơn. Thì chúng tôi sẽ tham khảo các ý kiến của công đoàn cơ sở, của các lực lượng đoàn viên để mình đề ra những hoạt động ngày càng thiết thực hơn, để có thể là tạo được cái niềm tin và cái chủ dựa vững chắc cho lực lượng của đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn các khu nghiệp. Trong bối cảnh đời sống, việc làm người lao động còn đối mặt với những khó khăn, vai trò của tổ chức công đoàn càng cần phải được phát huy, trong đó các hoạt động phải thực chất, sâu sát ở cơ sở, tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động tham mưu cho đảng, chính quyền có những chính sách hỗ trợ người lao động thiết thực kịp thời. Các giải pháp của tổ chức công đoàn cũng như là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và các cơ quan chức năng để làm sao mà thực hiện được cái nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ, phương châm hoạt động này đã và đang được các cấp công đoàn Bình Dương cụ thể hóa bằng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp ứng sự tín nhiệm kỳ vọng của người lao động. Vâng, thưa quý vị, những lợi ích của chuyển đổi số đã quá rõ ràng.
mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và có thể đưa ra mô hình kinh doanh mới. Thế nhưng nguồn vốn lớn để đầu tư vào công nghệ tuy cần nhưng không phải là tất cả, mà trước tiên doanh nghiệp cần nhận ra mình đang ở giai đoạn số hóa nào để đầu tư đúng và trúng. Là một doanh nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các phần mềm chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trong đó có không ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, ông Đức Minh đã chỉ ra những lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi chuyển đổi số. Các cái dự án liên quan đến giám sát năng lượng, chúng tôi tiết kiệm cho khách hàng từ 10 đến 20% chi phí về tiền điện. Hệ thống giám sát nhà máy phát hiện cũng như là cảnh báo các cái lỗi của thiết bị máy móc rất là sớm trước khi mà sự cố nó xảy ra. Các cái dự án về AI giúp khách hàng tìm ra các cái loại sản phẩm lỗi ra khỏi hệ thống, giảm rủi ro và cho vấn đề về chất lượng của sản phẩm. Mới đây tại hội thảo chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin (VinaSA) tổ chức, các chuyên gia thống nhất một nhận định: ngoài chi phí đầu tư, ngại đổi mới, thì yếu tố con người, chất lượng nguồn nhân lực vẫn được coi là rào cản của chuyển đổi số. Cốt lõi vẫn là chuyển đổi trước tiên trong suy nghĩ, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Chuyển đổi số không chỉ đơn giản ứng dụng các cái công nghệ trong vận hành, mà chuyển đổi số phải song hành cùng với chuyển đổi cái mô hình kinh doanh, chuyển đổi với mô hình của doanh nghiệp. Không chỉ trong khu vực tư nhân mà ngay cả doanh nghiệp nhà nước, không ít doanh nghiệp chưa hiểu được thực chất chuyển đổi số là gì, hay chỉ mới nhìn nhận đó là một phong trào, một chủ trương phải thực hiện nhưng cần phải làm gì, bắt đầu từ đâu và lộ trình như thế nào thì lại chưa rõ ràng. Cái vấn đề chuyển đổi số không phải như một công việc tách rời với các công việc hiện tại, mà nó gắn liền trong các dự án hiện tại, nó trở thành một cấu phần trong các hoạt động hiện tại. Năm 2023, với những khó khăn chung, các doanh nghiệp có xu hướng thay đổi quan điểm từ chuyển đổi tập trung vào tăng trưởng sang tiết kiệm chi phí. Xu hướng chuyển đổi số được cho là sẽ thúc đẩy bởi điều đó, đồng thời giúp cải thiện sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn, nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu cho doanh nghiệp trước những khó khăn. Thưa quý vị, rừng Mã Đà thuộc tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, rộng hơn 512 ha. Nơi đây hiện có 135 cây rừng được công nhận là cây di sản Việt Nam. Những cây di sản hàng trăm năm tuổi, cao chót vót, đường kính gần chục mét là minh chứng cho sự phát triển tốt tươi, phong phú của rừng già. Mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Cách trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước gần 40 km, khu rừng nguyên sinh Mã Đà được các cựu chiến binh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ B58 khoanh nuôi, bảo vệ 14 năm nay. Trong rừng hiện có 135 cụ cây có tuổi đời từ 150 tuổi trở lên đã được công nhận là cây di sản Việt Nam thuộc 15 loài như cơ nia, trò, kháo, băng lăng, tung, gõ mật và một số loài khác, trong đó cây cao nhất cao khoảng 45 mét. Mặc dù các củ cây đã nhiều tuổi nhưng vẫn xanh tốt, mang sức sống trường tồn, trở thành mộc linh quý trong khu rừng. Khi xác định tuổi cây thì cũng là xác định theo phương pháp, tức là mình khoan vào trong thân cây. Và khoan vào ấy thì mình cũng không sợ là cây nó bị chấn thương, vì nó cũng như là vết thương của con người ấy. Khi mà khoan vào rồi mình rút ra thì mình sau đó là cây nó cũng tự nó chữa được cái vết thương ấy. Thế và cách tính của chúng tôi là lấy ra thì sau đó là đem về mình sẽ tính vòng đời của cây. Thì cái cây là bao giờ nó sinh trưởng là mỗi năm nó có một vòng đời. Thế và mỗi một vòng đời ấy nó tương đương với một tuổi của nó. Thế do vậy mà từ cái đó mình lại đo được đường kính của cây rồi. Từ cái đường kính của cây thì mình xác định ra được cái tuổi của cây. Theo đánh giá của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, rừng Mã Đà thuộc địa phận của tỉnh Bình Phước được khoanh nuôi, bảo vệ rất tốt. Trong rừng, hệ thực vật, động vật, vi sinh vật khá đa dạng, phong phú, chứa lượng gỗ ước đạt gần 300 mét khối một hecta. Trong số 135 cây di sản, có 15 cây cơ nia cả ngàn năm tuổi, là loài cây đặc trưng, mang ý nghĩa lịch sử của vùng đất Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Bên bảo vệ, tổ bảo vệ sẽ có một cái máy GPS sẽ định vị từng cây và tạo độ để tiện cho việc khoanh nuôi và bảo vệ. Theo dõi cây thì mình sẽ đi thường xuyên hàng ngày, ngày nào cũng đi qua một vòng. Nói chung là tổ bảo vệ thì phân làm nhiều nhánh, đi mỗi người là sẽ phụ trách một khu vực để bảo vệ cho tốt.
quần thể 135 cây cổ thụ ở tiểu khu 379 rừng Mã Đà thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có tuổi đời hàng trăm, hàng ngàn năm. Việc công nhận cây di sản đã tạo tiền đề thuận lợi để các chủ rừng triển khai các phương án phát triển rừng bền vững, góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo dựng môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Những thông tin thú vị về rừng Mã Đà tại tỉnh Bình Phước vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Kết nối Đông Nam Bộ tuần này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại!